không tăng giờ làm thêm, đồng thời áp dụng các biện pháp giảm giảm việc là cách một số doanh nghiệp lựa chọn khi bị dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng, nhất là các doanh nghiệp có đông lao động. Theo các chuyên gia, cần có thêm những biện pháp hỗ trợ để tạo việc làm trong doanh nghiệp và giữ việc làm cho người lao động, đồng thời phải xây dựng một hệ thống khai báo làm việc nhằm chủ động hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh và giữ việc làm để kịp thời nắm bắt tình hình lao động, việc làm dưới tác động của dịch Covid-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vào các ngày 10 và 25 hàng tháng để trên cơ sở đó, ngành chức năng kịp thời đề xuất, kiến nghị lãnh đạo các cấp triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ổn định sản xuất vượt qua khó khăn.